Chị nghĩ sao về những người sân si và nói xấu mình? Nó cũng bình thường thôi các bạn. Những cái người mà sân si mà nói xấu mình á, nhiều khi các bạn cũng phải mở cái lòng từ bi của mình ra để mà mình bao dung cho họ. Tại vì họ, cái thứ nhất là cái nhận thức của họ, cái thứ hai là cái sự tu tập của họ, và cái thứ ba đó là cái nghiệp quả của họ. Thường thường mà những người đi sân si người khác á, thì bản thân người đó sống chưa thực sự hạnh phúc, họ chưa thực sự là hạnh phúc về một số mặt. Cho nên khi mà họ sân si, họ ghét đó, thì tức là ví dụ như cái người mà chúng ta chơi với nhau, chúng ta ghét nhau vì một thời gian nó xảy ra mâu thuẫn nó khác. Còn có một số người sân si mà coi như là chưa quen người đó bao giờ, nhưng mà đã muốn sân si rồi, thì có nghĩa là cái cuộc sống người ta nó bị thiếu thốn một cái mặt nào đó. Và người ta cảm thấy ganh tị với điều đó. Và khi người ta có một cái tâm đó nó trỗi lên rồi, người ta lại chưa có cái kiến thức, chưa có giác ngộ được, và cái sự tu tập người ta chưa có tới, thì buộc người ta phải hành động đưa ra những cái lời phán xét như vậy.